Thực hiện khẩu hiệu nói lời hay, làm việc tốt vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Đồng Nai đã có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm giảm bớt thủ tục hành chính gây phiền hà nhân dân. Một trong số các hành động thiết thực đó là tổ chức đội làm chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú lưu động. Hành động này không chỉ đáp ứng nguyện vọng được làm và cấp đổi chứng minh nhân dân, hạn chế thời gian và công sức đi lại cho những người dân mà còn góp phần viết nên hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân. Gần 2 tuần qua, hình ảnh những chiến sĩ công an mang máy ảnh, máy tính và những dụng cụ chuyên môn thường xuyên có mặt tại nhà văn hóa khu phố để làm chứng minh nhân dân lưu động như thế này đã không còn xa lạ đối với người dân phường Suối Tre, thành phố Long Khánh. Tuổi cao, sức khỏe yếu, lại suốt ngày bận rộn với công việc. Khi nghe tin lực lượng công an về tận khu phố để làm chứng minh, điều chỉnh thông tin thay đổi địa danh hành chính mới trong sổ hộ khẩu, ông Lê Văn Toàn đã rất vui mừng. Đặc biệt đây cũng là điều kiện để cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt phong trào công an nhân dân làm theo lời Bác. Làm rất là tốt, là hướng dẫn được là cho cách thức là ghi, từ việc vừa thay đổi từ xã, thôn, ấp lên là phường, rồi thành phố, do đó bà con hay bị loạn trạng cái chỗ này. Nên là người dân, hướng dẫn cho người dân rất là kỹ càng là phải ghi như thế này, này kia, là chỉ cho bà con làm nên rất là an tâm và làm đúng theo kiểu kế hoạch để mà làm, do đó rất là nhanh. Tôi thấy chủ yếu là tốt, tại vì các đồng chí đến làm việc tại nơi, tại địa điểm đây thì bà con anh em, nhất là những người lớn tuổi khỏi phải đi lại, thì tốt, thuận lợi. Tinh thần làm việc tốt, thái độ hòa nhã, làm việc rất là tận tình với anh em. Theo thống kê của Tổ công tác điều chỉnh sổ hộ khẩu, cấp đổi chứng minh nhân dân tại các phường được thành lập mới trên địa bàn thành phố Long Khánh, kể từ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9. Tổ này đã cấp đổi mới được 831 chứng minh nhân dân mới, 1.293 sổ hộ khẩu được điều chỉnh. Theo dự kiến, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, sẽ hoàn thành điều chỉnh sổ hộ khẩu, cấp đổi chứng minh nhân dân tại 4 xã mới được điều chỉnh lên cấp phường của thành phố Long Khánh, gồm Xuân Tân, Xuân Lập, Suối Tre và Bảo Vinh. Nhằm thực hiện tốt cái việc mà điều chỉnh cái nội dung trong sổ hộ khẩu cũng như cấp đổi chứng minh nhân dân đối với các cái phường vừa mới được thành lập, thì góp phần tạo điều kiện cho thuận lợi cho bà con trong cái quá trình mà giải quyết các cái thủ tục hành chính có liên quan về việc thay đổi địa giới hành chính được thuận lợi. Với tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ và sự tận tụy, nhiệt tình trong công việc, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Long Khánh đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân, đồng thời góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.